Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh Cây Thuốc Quanh Nhà sẽ chia sẻ cho các bạn những lợi ích cực kỳ tốt dùng để chữa bệnh mà cây diếp cá mang lại. Ăn rau diếp cá có tác dụng gì? Đối với nhiều người, rau diếp cá không dễ dàng khi ăn mà thậm chí còn gây cho người ăn cảm giác khó chịu vì mùi tanh của nó. Tuy nhiên, rau diếp cá đã được các chuyên gia tìm thấy có nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch, trị mụn trứng cá, cải thiện hoạt động của đường hô hấp. Vậy sử dụng rau diếp cá như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất? Tại video này, kênh Cây Thuốc Quanh Nhà sẽ cung cấp thêm những thông tin về cây diếp cá. Thông tin về rau diếp cá. Rau diếp cá thuộc nhóm cây thảo, sống lâu năm, cao khoảng chừng từ 20-40cm, rễ diếp cá mọc ngầm dưới mặt đất. Rau diếp cá có hoa màu vàng nhạt và lá cây hình tim, màu xanh sẫm, mọc xòe le. Lá diếp cá khi vỏ nát có mùi hơi tanh như mùi cá. Ở Việt Nam, trước đây rau diếp cá mọc hoang dại ở nhiều nơi, các tỉnh miền núi, trung du và đồng bằng. Sau này rau diếp cá được đưa về trồng ở vườn để làm thực phẩm cũng như làm thuốc giúp cải thiện các tình trạng sức khỏe. Toàn bộ các bộ phận của rau diếp cá đều chứa tinh dầu. Thành phần hợp chất tinh dầu này chủ yếu là nhóm aldehyde và dưỡng xuất như ceton, metinceton và triiodosecanan có tác dụng giống như kháng sinh giúp kháng khuẩn. Các nhà nghiên cứu tiến hành phân lập từ lá diếp cá còn thu được các hợp chất như beta-sitosterol và các flavonoid như quercitrin, rutin, azoserin. Một số lợi ích của rau diếp cá đối với sức khỏe. Rau diếp cá là loại ăn sống khá phổ biến với nhiều người, nhưng những lợi ích liên quan tới rau này đôi khi chúng ta còn chưa khám phá hết và luôn quan tâm đến việc ăn rau diếp cá có tác dụng gì. Dưới đây là một số tác dụng của rau diếp cá mang lại lợi ích cho sức khỏe. Rau diếp cá giúp điều trị mụn hiệu quả. Thành phần hoạt chất trong rau diếp cá có chứa các chất kháng sinh, kháng viêm. Vì vậy, để sử dụng rau diếp cá trong chăm sóc da mụn, sử dụng lá diếp cá rửa sạch để ráo nước, sau đó giã nát và hòa thêm một chút muối vào hỗn hợp này, sau đó đắp lên phần da bị mụn. Thực hiện cách này giúp mụn nhanh chóng bớt sưng, đau. Hơn nữa, ngoài sử dụng rau diếp cá để điều trị mụn, thì rau diếp cá còn có thể giúp da giảm thiểu được tình trạng thâm đen và mụn. Thứ hai, rau diếp cá và các tác dụng với bệnh đái tháo đường. Rau diếp cá có chứa hợp chất ethanol và trong nghiên cứu mối liên quan giữa các loại rau này với các bệnh nhân đái tháo đường cho thấy, những bệnh nhân uống nước rau diếp cá liên tục trong 3 tuần có thể làm giảm đáng kể hàm lượng đường gluco trong máu lúc đói. Ngoài ra, thành phần của nước rau diếp cá còn chứa các chất chống tiểu đường có vai trò hoạt động kiểm soát và ổn định hàm lượng đường huyết trong cơ thể. Vì thế, rau diếp cá còn được coi như liều thuốc tiềm năng có hiệu quả đối với bệnh nhân đái tháo đường. Thứ ba, rau diếp cá giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Thành phần hợp chất trong rau diếp cá ngoài công dụng cải thiện đường huyết thì nó còn có tác dụng chống béo phì. Khi uống nước rau diếp cá, có khả năng làm giảm mỡ dư thừa trong cơ thể. Sử dụng đều trong một thời gian ngắn có thể giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Thứ tư, rau diếp cá giúp cải thiện tình trạng tiểu buốt. Theo kinh nghiệm dân gian, khi gặp chứng tiểu buốt, có thể sử dụng rau diếp cá trong các bữa ăn hàng ngày. Điều này sẽ giúp giảm tình trạng tiểu buốt, đồng thời lợi tiểu hơn. Chính vì tác dụng này nên các bài thuốc đông y cũng tận dụng lợi ích của rau diếp cá để bào chế thuốc lợi tiểu. Thứ năm, rau diếp cá giúp giải độc cơ thể. Bên cạnh khả năng giúp tăng lợi tiểu của rau diếp cá, thì rau diếp cá còn có thể giúp tiêu trừ độc tố, thành lọc và thải độc ra khỏi cơ thể, và các độc tố này sẽ được đào thải qua đường nước tiểu. Thứ sáu, rau diếp cá tăng cường hệ miễn dịch. Một số nghiên cứu gần đây đã chứng minh được rằng rau diếp cá có thành phần dinh dưỡng giúp tăng cường miễn dịch, bởi vì những chất này có thể giúp kích thích sinh sản ra tế bào bạch huyết. Đây là tế bào thiết yếu của cơ thể, giúp tăng cường sức đề kháng cũng như khả năng miễn dịch của cơ thể, giúp cho cơ thể luôn được khỏe mạnh. Chính vì thế, rau diếp cá được sử dụng cho mọi lứa tuổi để cải thiện sức đề kháng. Thứ bảy, rau diếp cá có tác dụng hạ sốt cho trẻ em. Khi thời tiết thay đổi, trẻ em có thể thường bị cảm, nóng và sốt. Trong tình huống này, nếu trẻ em sốt nhẹ và bạn ngại sử dụng thuốc tây để hạ sốt cho bé, thì bạn có thể sử dụng rau diếp cá như một vị thuốc thay thế thuốc hạ sốt, giúp hạ sốt cho trẻ hiệu quả.
bài thuốc chữa bệnh sử dụng rau diếp cá. Bài thuốc giúp hạ sốt cho trẻ em, sử dụng rau diếp cá 20g, rửa sạch và giã nát, sau đó vắt bỏ vã lấy nước. Cho trẻ uống 2 lần hoặc dùng đến khi hết sốt, hoặc sử dụng diếp cá với 15g, kết hợp với lá hương trà 12g, cũng rửa sạch và nấu nước uống để hạ sốt cho trẻ. Bài thuốc trị mụn nhọt sưng tấy nhưng chưa có mủ. Sử dụng 12g rau diếp cá rửa sạch, giã nát, sau đó lấy bã diếp cá đắp vào những vị trí có mụn. Thực hiện ngày 2 lần và làm trong vòng 3 ngày thì tình trạng mụn sẽ giảm đau sưng nhanh chóng. Bài thuốc chữa chứng đỏ mắt do trực khuẩn mủ xanh. Sử dụng 35g rau diếp cá rửa sạch, tráng nước sôi để nguội, để ráo và đem giã nát. Sau đó ép 2 miếng gạc sạch rồi đắp lên mắt khi đi ngủ. Thực hiện việc này trong 3 ngày, bài thuốc chữa vú sưng do tắc sữa. Sử dụng 25g rau diếp cá đã được sấy khô cùng với 10 quả táo đỏ. Sau đó sắc 3 bát nước, còn 1 bát uống trong ngày. Sử dụng cách này từ 3 đến 5 ngày, vú sẽ giảm sưng. Bài thuốc chữa táo bón. Sử dụng 10g rau diếp cá đã được xào khô, hãm với nước sôi sau 10 phút, có thể sử dụng trà để uống hàng ngày. Bài thuốc giúp điều trị sỏi thận. Sử dụng 12g rau diếp cá, 15g rau dẹo, 10g cam thảo đất. Sử dụng hỗn hợp này sắc uống. Sử dụng bài thuốc này trong khoảng 1 tháng có hiệu quả với quá trình điều trị sỏi thận. Một số vấn đề lưu ý khi sử dụng rau diếp cá. Rau diếp được chứng minh có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn tốt trong một số trường hợp cụ thể. Nhiều người sử dụng cũng thường có mối quan tâm tới loại rau này, chẳng hạn như ăn rau diếp cá có trị huyết trắng không. Về cơ bản, rau diếp cá có đặc tính hàn. Với vai trò thực phẩm, rau diếp cá được sử dụng kết hợp cùng với các loại rau thơm khác như rau kinh giới, rau húng lủi, rau xà lách, rau tía tô, hành lá. Việc sử dụng kết hợp với các loại rau cùng một lúc mang lại khá nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và điều này cũng cho thấy sử dụng rau diếp cá rất ít khi gặp tác dụng phụ. Tuy nhiên, cũng như những loại rau khác, nếu sử dụng rau diếp cá với số lượng lớn hay lạm dụng sử dụng loại rau này có thể gây ra một số ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Nếu bạn muốn sử dụng rau diếp cá thường xuyên, bạn nên trao đổi điều này với bác sĩ để nhận được lời khuyên phù hợp. Và trên đây là những kiến thức thực tế mà kênh Cây Thuốc Qua Nhà đã tìm hiểu và chia sẻ cho các bạn. Hy vọng các bạn thấy hữu ích thì chia sẻ cho mọi người cùng biết và ủng hộ kênh bằng cách đăng ký. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.